Kính thưa tất cả quý vị và đón tiếp chương trình giao lưu hát với nhau tại sân khấu Nhật Tân ngày hôm nay, Nguyễn Văn Linh xin được mời về cùng thay đổi bầu không khí với một lớp trích đoạn trong vở tuồng cải lương được mang tên Quyền Chân Biệt Khắc Chung, sáng tác của soạn giả Phạm Văn. Và với lớp trích đoạn này, chúng ta sẽ được lắng nghe qua tiếng hát của 8A và xin mời Nguyễn Song lên trợ diễn. Công nương ơi, xin tìm biệt đứa nàng sáng xứ là bồi tao hùng dân hàng kiếp lại dân thêm ra đi gì nở nước ly tình. Rồi ở lại buồn đau trong kỷ niệm. Chàng lãng ơi, tiếp chân chàng hải nén đau. Lời nay như lai thêm buồn cho
tình khiến mình xin hẹn lại kiếp tái sinh. Ơi nỗi đau buồn vì niềm thương nỗi nhớ. Còn in đầm nem có tâm chị hồng cho anh chị giờ trao nhau. Tình có chúng mình còn lại mấy yêu thôi, cùng một trái tim bất ủ lòng chung thủy để cách cho đôi thân khỏi lòng kính lừa. Trời mây u ám, thương đời ta lạc lối. Như trăng sao đang tận mơ về cách ân tình đôi tim chung tình. Chàng nát ai biết chính nặng
trong cung hoàng như dân bóng người thương đau lòng nhớ dòng ta thương tình ta ngăn cách nơi đường đi hà ly qua duyên để lấy ô nghi càng năm bất điểm thiên quay thiên thành gắn bó kéo sớm nay đứng đòn to lòng chờ chúng tình nay đành gian dần ta duyên tình mình đành đau khổ đắng cay giờ mong tình trong tim trong hai vai sầu mây phủ trắng ngày mai sáng làng công nương ơi hãy làm tròn sứ mạng nhẹ niềm riêng thêm nước nặng hơn tình chân pháp chúng sinh trên quyền thần chúng bé không phải mơ phương trời xa từ đây xa cách không có biệt ly về thiên mang dây ngắn ngàn quân mang khổ sầu dẫn linh hoa